Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu chữa người mù tại Jericho. Luca chương 18 từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ bảo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, chuyển dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Trong những năm hành đạo, Đức Giêsu đã chữa một số người mù. Vào những ngày cuối đời, khi trên đường lên Jerusalem lần cuối, Ngài đã chữa cho anh mù ở Jericho. Jericho được coi là thành phố cổ xưa nhất, không xa Jerusalem, nằm ở hạ lưu sông Jordan, thấp hơn mực nước biển khoảng 300 mét. Anh mù ở Jericho kiếm sống bằng cách ngồi bên vệ đường ăn xin. Anh vừa bị tách biệt với người khác, vừa bị lệ thuộc vào người khác. Mất khả năng nhìn, nhưng anh vẫn còn khả năng nghe và nói. Để gặp được Đức Giêsu, anh đã tận dụng mọi khả năng còn lại. Anh nghe tiếng đám đông đi qua, tiếng chân người rộn ràng. Anh tò mò hỏi xem chuyện gì vậy. Khi biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi ngang qua, anh thấy ngay điều mình chờ đợi từ lâu nay đã đến. Vị ngôn sứ nổi tiếng này, anh nghe đồn đã làm bao phép lạ lẫy lừng. Ngay cả người mù bẩm sinh cũng được Ngài làm cho sáng mắt. Cơ hội ngàn năm một thuở đã đến rồi. Anh tự nhủ mình không thể nào để vụt mất. Nhưng làm thế nào để Đức Giêsu lưu tâm đến anh? Làm thế nào để Ngài dừng lại? Khí mạnh nhất là gần như duy nhất của anh là tiếng kêu. Chỉ tiếng kêu của anh mới lôi kéo được sự chú ý của Ngài và báo hiệu cho Ngài về sự hiện diện của anh.
anh kêu thật to tên Ngài dù không biết Ngài ở đâu. Lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Hãy nghe tiếng kêu của anh giữa tiếng đám đông ồn ào cười nói. Anh kêu tiếng kêu của trái tim đầy tin tưởng, hy vọng, tha thiết. Nhưng tiếng kêu ấy lại bị bắt phải im đi, có thể vì sợ gây phiền hà. Anh mù chẳng những đã không vâng lời, lại còn kêu to hơn nữa. Rồi tiếng kêu của anh cũng đến tai Đức Giê-xu, khiến Ngài dừng chân. Đức Giê-xu muốn gặp người đã gọi tên mình để xin thương xót. Cuộc hạnh ngộ bắt đầu bằng câu hỏi anh mong từ lâu. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Câu trả lời quá hiển nhiên. Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy. Khi được sáng mắt, anh không phải ngồi bên vệ đường như trước đây. Anh đã nhập vào đám đông những người theo Chúa và đi trên đường. Nếu hôm nay Chúa hỏi tôi, anh chị muốn tôi làm gì cho anh chị? Tôi sẽ trả lời Ngài ra sao? Tôi sẽ xin Ngài điều gì? Ơn biết mình mù và muốn thấy rõ chính mình là một ơn lớn. Có người mù, không biết mình mù, nên vẫn thản nhiên ở lại trong cảnh mù. Người ấy có thể vô tội, nhưng có nguy cơ gây hại cho tha nhân. Lại có người cố ý không muốn thấy, cố ý mù để khỏi phải thay đổi. Họ không thấy được cái xà trong mắt mình. Xin Chúa giúp chúng ta xóa những nguyên nhân gây mù. Đó là dục vọng của đôi mắt, là thành kiến về người khác. Xin Chúa giúp chúng ta nhờ đối thoại mà ra khỏi tình trạng mù xem voi và được Thánh Thần đưa vào sự thật trọn vẹn. Ước gì chúng ta khiêm tốn đến với Đức Giê-xu mà mua thuốc sức mắt để thấy được. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa rủ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con, cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rải vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa rủ lòng thương cho con được thấy. Amen. Ngày 20 tháng 11, Thánh Edmund ở East Anglia. Thánh nhân sinh năm 841 tại Nuremberg, nước Đức. Năm 855, trong ngày lễ Giáng sinh mới lên 14 tuổi, Edmund được tôn vương Norfolk xứ East Anglia, người giữ gìn luật nước và công lý cho người dân.
Ngài phải cứu dân đang bị dân ngoại Đan Mạch đe dọa xâm lăng để bảo vệ sự sống và đức tin. Ngài đánh bại quân xâm lăng và cứu thành Thetford khỏi bị hỏa thiêu. Quân địch được tiếp viện đã đề nghị một cuộc khưu chiến bất lợi cho đạo thánh. Vua Edmund từ chối và trước áp lực mạnh mẽ, vua phải lui về ẩn náu trong lâu đài Framingham, bị bao vây và bị bắt làm tù binh. Vua từ chối một lần nữa ký vào hiệp ước rất bất lợi cho dân Anh và cho giáo hội. Vua bị đánh đập tàn nhẫn, tên bắn vào người và chém đầu vào mùa đông ngày 20 tháng 11 năm 870. Người được chôn cất ở Hoxford, nước Anh. Thánh tích được chuyển về Burisworth, hiện nay là Saint Edmundbury, vào thế kỷ thứ 10. Vua Edmund chọn Thánh Vương David làm gương mẫu, học thuộc lòng các thánh vịnh của người, đã làm nhiều phép lạ và được chọn làm bổn mạng nhiều thánh đường và được tôn kính, coi như vị thánh tự đạo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.